Xin chào mọi người. Vâng, hôm nay thì vẫn là thứ sáu ngày 13, một cái ngày mà nghe thôi là mọi người cũng đã thấy xấu rồi. Và đây, tôi không mặc áo khoác nữa, thật là kỳ lạ. Rồi, vậy thì trong video ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ coi như là bóc siêu cho mọi người tất cả những cái cuốn truyện mà tôi đã mua trong ngày hôm nay. À, thật ra thì thứ sáu ngày 13 ngày hôm nay thì tôi cũng đã đăng một cái video nói về cuốn truyện, nói về cái tiểu sử cuộc đời của tác giả Fujiko F. Fujio rồi. Đây, đó. Thì bên cạnh cuốn này, đây chúng ta sẽ có là tôi, đúng hơn là tôi sẽ có những cái cuốn đây như thế này. Rồi, vậy thì trong video ngày hôm nay lại cùng nói về, thật ra là bóc siêu thì đúng hơn. Rồi, chắc chắn là đầu tiên thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua cuốn truyện này rồi. Nhưng mà tôi lên video rồi nên chắc chỉ nói sơ qua thôi. Bản thân tôi thì cũng đã đọc xong cuốn này rồi. Và phải công nhận là sau khi đọc xong tôi mới thấy được rằng đó là tất cả các cái gì nhỉ, mọi thứ trong cái sự nghiệp vẽ truyện tranh của bác Hiroshi Fujimoto, nói là mọi thứ đều quá là ủng hộ cho ông. Thật sự luôn ấy, từ gia đình cho đến bạn bè, và thậm chí là nếu như mà không có đam mê thì kể cả cái sự hỗ trợ đấy có lớn như thế nào chăng nữa, ông cũng sẽ không bao giờ có thể đi tiếp đến được những cái thành công tận bây giờ. Đó, nói chung là một cái tác phẩm xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua. Và thú thực với mọi người là khi mà tôi đến nhà sách, tôi thấy cuốn này là tôi lấy luôn, không suy nghĩ gì cả. Mà lý do ở đây là bởi vì căn bản là tôi cũng không có để ý lịch phát hành của Kim Đồng cho lắm. Đợt mà lúc nó mới ra lịch phát hành ấy thì tôi chỉ lướt qua thôi. Đó, còn khi mà đến mà nhìn thấy cuốn này là tôi lấy luôn. Đó, không có chần chờ gì cả. Và đúng là xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra. Đó, rồi, đấy là nhân vật coi như là mạnh nhất trong cái ngày hôm nay mà tôi đã sở hữu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với coi như là những nhân vật phụ. Đấy, để nói thế nó mới đúng. Rồi, với nhân vật chính mạnh mẽ thì tôi đã bỏ qua bên rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với những nhân vật phụ nào. Thật sự để mà nói, nếu như ngày hôm nay mà không có cuốn nói về tác giả Fujiko F. Fujio của Kim Đồng thì nói thật là ngày hôm nay tôi chỉ mua đúng 4 cuốn. Mà không, nói đúng hơn là chỉ mua toàn truyện của nhà xuất bản Trẻ. Đấy, mọi người thấy không? Có của Kim Đồng không? Không có. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ có của Kim Đồng nếu như tôi để cuốn này vào. Đó, nhưng mà nhân vật chính đã xong nên là tôi sẽ bỏ qua bên. Chúng ta cùng nói về các nhân vật phụ nhá. Đầu tiên, với hai gương mặt này thì nói sao ta? Tôi phải nói là tôi mua tập 1 rất là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì tôi mới đọc và tôi đã quyết định là mua tập 2 và tập 3. Đấy, bây giờ thì xem nào, bóc siêu luôn chứ nhỉ. Đây, tập 2 này. Và đây nữa, tập 3 nữa này. Đó. Rồi, giờ ta xé cùng một lúc luôn. Ok. Và ok. Đó. Hết là xong. Tập 3 hôm nay thì mới phát hành. Và tập 2 thì phát hành như là tuần trước nữa gì đấy tôi không nhớ. Rồi, để xem nào, bên trong thì xem không có gì của tập 2 nhá. Đó, không gì cả. Đáng yêu vậy. Rồi, đây là tập 2. Rồi, còn với tập 3 mới nhất của ngày hôm nay thì cũng không có gì luôn. Chắc là nhà xuất bản Trẻ ưu ái mỗi tập 1 là có postcard thôi, còn các tập sau thì chắc là không rồi. Đó, đây, trên tay luôn tập 1 và chiếc postcard của nó. Trông khá là đáng yêu ha. Đó, thì nói sao ta? Cái bộ này này, nói thật nhá, bản thân tôi nghĩ rằng là nó không có khác biệt gì quá nhiều so với những cái bộ thuộc thể loại tình cảm mà tôi đã từng đọc. Thật ra ấy, cái yếu tố mà để làm nổi bật nhất thì nó chính là về phần nữ chính, khi mà cô là người đến từ một hành tinh mà nói là, nói sao ta, nó khá là fantasy và có một cái đuôi ở đấy, và khi ai đó chọc vào cái đuôi đó và người đó chảy máu ra thì cái đuôi đó sẽ gọi là kiểu dạng nó sẽ hút cái máu của người đấy, và hai người sẽ có một cái khế ước đó là hôn nhân đấy, kiểu thế. Thì nói chung ấy là thật sự nếu mà không có yếu tố đấy thì bộ truyện cũng chỉ là một bộ thuộc tình cảm bình thường thôi. Nhưng mà dẫu sao thì món ăn tình cảm thì mỗi món nó sẽ có một vị khác. Vậy nên là tôi nghĩ rằng khi mà tôi đọc xong thì tôi cảm thấy là nó ăn được. Đấy, nên là tôi quyết định là làm luôn tập 2, tập 3. Chứ còn nếu mà để nói phân tích công tâm hay là chi tiết hay là đánh sâu vào nhiều thứ thì tôi nghĩ là bộ này nó chưa đạt đến cái mức mà gọi là bản thân tôi kỳ vọng. Nhưng mà thực tế mà nói thì đọc được là được rồi, bởi vì tôi đang cần để giải trí. Đấy, vậy nên là tôi vẫn chốt là mua tập 2, tập 3. Đây, mọi người có thể nhìn phần gáy trông rất là lệch luôn. Tập 1 thì nguyên mảng tóc của nữ chính chiếm luôn phần gáy, còn tập 2, tập 3 thì gần như là trắng. Đó, nói chung là thôi, trông cũng được. Theo thì đến với Sakamoto Days, một gương mặt rất là quen thuộc rồi. Đây,
Vâng, vẫn là chiếc bìa này, có vẻ có thể nói là đợt này nhà xuất bản Trẻ chơi mạnh cái kiểu bìa này thật đấy. À, rồi chúng ta bóc siêu nhá. Đấy, không thể nào chấp nhận được luôn á. Cái hồi nào mình còn bảo là mua mỗi tập 1 làm nháp thôi, và đến bây giờ thì tập 7. Vâng, rất là chán cái bản thân mình. Đấy, như mọi người có thể thấy đây là tập thứ 7 của bộ truyện Sakamoto Days mà tôi đã mua. Nói chung là ngoài cái bìa kiểu giấy gói bánh mì ra thì nó chẳng có gì khác biệt cả. Về phần nội dung thì tôi cũng đã đọc rất là nhiều rồi. Đấy là tôi đọc trên web rồi, vậy nên là có thể nói là đọc lại thôi, lần này chỉ là đọc lại thôi. Đó, nói chung là cũng khá là ok. Và cuối cùng là một gương mặt mà mới trong cái tủ sách của tôi, đó chính là Gachia Kuta. Không biết tôi đọc đúng không, nhưng mà bộ này thì tôi đọc xong tập 1 rồi, và cá nhân tôi cảm thấy rằng nó là một bộ shonen. Ừ thì nó là một bộ shonen thật, nhưng mà để mà nói thì nó na ná với những cái bộ shonen mà tôi đã từng đọc vào những cái bộ mà nó ra mắt vào tầm năm 2018-19 đầu 20 ấy, kiểu thế. Thì nói chung ấy là tôi nghĩ rằng nó là một bộ shonen gọi là bình thường thôi. Vậy nên là cái gì đấy hả? Lần đầu tiên trong cuốn truyện của nhà xuất bản Trẻ có một cái tờ nó giống cái lịch phát hành như thế này, nó rất là mỏng. Ê, cái tờ ấy tự dưng làm tôi nhớ đến cái lần tôi mở cái cuốn Bạn Gái Thuê tập 37 khúc Nhật nhỉ. Đấy, nó sẽ có một cái tờ giới thiệu mỏng mỏng như thế này đó. Thì quay lại cái điều tôi vừa nói, thì cái bộ Gachia Kuta này nó là bộ shonen rất là thông thường, một bộ shonen thuần. Vậy nên là tôi nghĩ là đợt này thì tôi cũng tương đối là dễ tiếp cận với cả dễ tiếp nhận ấy mấy cái bộ shonen. Vậy nên là tôi vẫn chấp nhận cái nội dung của bộ này, dù là nó chưa phải là một bộ để khiến cho tôi thật sự là wow lên, hay nó chưa phải là một bộ được gọi là bản thân tôi công nhận là một siêu phẩm. Nhưng mà cá nhân tôi thấy đọc được là được rồi, bởi vì những cái bộ mà tôi cho là siêu phẩm ấy là bản thân tôi rất là hứng thú, và tôi sẽ không chờ đợi để nó ra tập mới đâu. Mà bây giờ là tôi phải quên lên web và đọc hết những cái chương mới nhất của nó rồi. Nhưng mà đây, bộ này thì tôi vẫn mua tập 2. Điều đấy thì chứng tỏ là tôi chưa đọc một cái chương nào cả của nó, vậy nên là tôi mới mua tập 2 đó. Chứ còn nếu mà tôi thật sự thích bộ này ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, thì chắc chắn là tôi đã đọc ở trên web rồi. Hoặc là khi mà mua tập 1 đọc thử tôi thấy hay là tôi cũng lên trên web đọc luôn rồi, chứ không phải là tôi mua tập 2 như thế này đâu. Rồi, vậy thì đây là tất cả những cuốn mà tôi đã mua trong ngày hôm nay. Tôi bỏ tập 1 ra nhá. Đây, bỏ cuốn này ra, 5 cuốn thôi. Đấy, đây là tất cả những cuốn mà tôi đã mua trong ngày hôm nay. Để mà nói thì tâm đắc nhất chắc vẫn là cuốn này. Đó, còn trong cái số mà mong chờ thì nói thật là tôi không mong chờ cuốn này, bởi vì tôi không theo dõi lịch phát hành, nên là mọi người đừng hiểu nhầm ý tôi nhá. Đó, còn nếu mà để gọi là mong chờ nhất trong đống này thì chắc chả có cuốn nào. Đó, còn nếu như mà tôi biết thông tin về bộ về cuốn nói về tác giả Fujiko F. Fujio này thì thật sự là tôi phải mong chờ cuốn này hơn gấp đôi luôn ạ. Đó, còn nói chung ấy là chuyện hôm nay mua chỉ có thế thôi. Đó, về tổng chi phí thì chắc là những cái cuốn kia thì mọi người biết giá rồi, loanh quanh đâu đấy 40-50 thôi. Nhưng mà riêng cuốn của nói về tác giả Fujiko F. Fujio này thì ở đây có một mức giá mà tôi mua là 100.000. Tôi không biết là cô có tính cho tôi thêm 1.000 nữa không, bởi vì ở đây ghi 800 đồng. Nhưng mà nói chung là 112 mà được chiết khấu lên tới 5 hay 10% gì đó. Còn 100.000 tròn thì tôi nghĩ là cũng ok. Đó, xong việc của hóa đơn. Thì đó là những cái cuốn mà tôi đã mua trong ngày hôm nay. Và hôm nay thì mọi người đã mua những cuốn truyện gì, có thể chia sẻ bên dưới cho tôi biết được không nào, và mọi người cùng biết nhá. Đấy, thì đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tôi xin phép là kết thúc video tại đây, để tôi có thể đi đọc 4 cuốn này nhá. Còn bây giờ thì thôi. Đấy, mọi người đi làm gì tôi đọc truyện nhá. Bye bye mọi người.